Dương rất là đẹp. Nó trời mát, phong cảnh đẹp, thiết kế sân đẹp, cỏ đẹp. Nói chung là cái gì này? Một cái sân thiết kế rất là gần gũi với thiên nhiên. Nói chung là xin chào tất cả những người bạn của Góp Vui. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đâu về đâu? Quả chở gì đấy, bảo chở lợn vào trong này cho bà cô. Vâng, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng Góp Vui tìm về với Thanh Lanh, sân golf mới chưa được bóc tem tại Vĩnh Phúc. Vượt qua những con đường theo Google chỉ thì chúng tôi đã đi qua những bản làng, những cánh đồng và đã đến được với sân golf Thanh Lanh Golf and Resort. Có thể nói đây là một trong những sân golf có clubhouse đẹp nhất Việt Nam cho tới thời điểm hiện tại. Và chúng tôi đã có những giờ tập trước khi lên sân. Và đây là golfer Hoàng Dũng. Bắt đầu thôi, chúng ta sẽ cùng khám phá sân golf Thanh Lanh Golf and Resort. Chào mừng bạn đến với hố golf đầu tiên, hố golf 1. Có độ dài là 425 giác tại tee xanh, đứng trước bóng đang là golfer Hoàng Dũng. Thời tiết của chúng ta ngày hôm nay thì là một thời tiết khá là mát mẻ, tuy nhiên âm u và có vẻ sẽ mưa. Vâng, một cú driver rất tốt của golfer Hoàng Dũng. Sân golf Thanh Lanh là một sân golf mà theo đánh giá của golfer Hoàng Dũng thì đây là một cái sân golf mới và có những cái phong cách thiết kế tương đối hiện đại, từ tee box cho đến fairway và các cái bẫy thì nó mang một cái phong cách thiết kế tương đối hiện đại. Vâng, và đây là một cái bunker. Một chút nữa thôi thì chúng tôi sẽ có những review về bunker tại sân golf Thanh Lanh cho các bạn cùng xem. Và kết quả ở hố golf đầu tiên, golfer Hoàng Dũng về điểm double bogey. Hãy subscribe kênh của Góp Vui và quay trở lại với hố golf số 2. Đây là một hố golf 3 năm có khoảng cách là 563 giác. Và đứng trước bóng hiện tại đang là golfer Long Siêu. Long Siêu là một golfer có handicap 15 và với driver rất là xa. Hay quá. Golfer Hoàng Dũng. Gậy số 2 của golfer Hoàng Dũng với cây gậy Rescue. Hay quá anh ơi. Rất tốt. Có thể nói thì các bạn nhìn thấy là cỏ ở Thanh Lanh thì là một cái loại cỏ trồng tương đối mới và cứng. Xin thưa với các bạn thì Thanh Lanh là một sân golf mà có đất nền tương đối cứng, cỏ cứng. Thành ra rất phù hợp cho những golfer đánh như Hoàng Dũng là không đánh divorce. Bóng của Hoàng Dũng đã on green. Và đây là cú putt để kiếm điểm birdie. Có điểm birdie hay không? Birdie rồi. Chúc mừng golfer Hoàng Dũng đã có một điểm birdie ở hole số 2. Chào mừng bạn đã đến với hole golf số 3. Một cú driver rất tốt của golfer Hoàng Dũng với khoảng cách là 230 yards. Hố golf số 3, đây là một hố golf par 4. Một góc view cho chúng ta thấy sân golf Thanh Lanh thì gắn với một cái hồ có tên là Thanh Lanh. Và phần còn lại thì là một cái fairway tương đối bằng phẳng, không nhiều những cái phần bẫy ngoài bẫy cát. Gậy số 2 của golfer Hoàng Dũng. Ôi, không ăn nữa. Hay lắm bạn ơi. Bước đi rồi. Đi nào.
Pass với khoảng cách là 10 giác. Liệu có điểm bớt đi tiếp theo không? Lực rất non, lực đá non. Còn cách cờ khoảng cách 1 cờ nữa để kiếm điểm pa. Có điểm pa hay không cho góc phố Hoàng Dũng? Vào rồi. Chúc mừng góc phố Hoàng Dũng ở hố gôn số 3 với 1 điểm pa. Chúng ta hãy cùng nhìn lại hố góp số 3. Bạn đã subscribe kênh của Góp Vui chưa? Nếu chưa thì hãy subscribe và cùng trở lại với hố gôn số 4, một hố gôn pa 3 với khoảng cách là 155 giác. Một góc view cho chúng ta thấy đây hố gôn, một cái hố gôn rất đẹp. Hay quá nhỉ, hôi ngon đấy bạn ơi. Vâng, vừa rồi là góc vô Thanh Duy. Góp vô Văn Hưởng. Hay quá bạn ơi. Tất cả góp vô đều đã đưa bóng về on green. Góp vô Long Siêu. Và cuối cùng là góp vô Hoàng Dũng. Bóng của góp phơ Hoàng Dũng có hơi xu hướng phải và nằm ở cổ của green. Chắc chắn rằng một cái góc view bên cạnh hồ Thanh Lanh sẽ khiến cho các góp phơ sẽ có những cái trải nghiệm thật tuyệt vời khi đến chơi với Thanh Lanh Golf and Resort. Cố lên anh ơi. Rất tốt, một cú chip ôm cờ. Và bóng của Hoàng Dũng đã được thách bôn. Một điểm pa tiếp theo dành cho góp phơ Hoàng Dũng. Cú bắt kiếm điểm birdie của Hưởng. Long Siêu. Vào rồi, chúc mừng Long Siêu với một điểm birdie thật tuyệt vời. Đừng quá bất ngờ về cảnh đẹp tại Thanh Lanh. Hãy cùng trở lại với hố gôn số 5 34 với khoảng cách là 375 giáp. Đứng trước bóng đang là góp phơ Hoàng Dũng. Hay quá anh ơi. Bóng của Hoàng Dũng có hơi hướng đi không cao, tuy nhiên thì rất thẳng. Nếu ai đó hỏi Hoàng Dũng là điều bạn thích nhất ở Thanh Lanh Golf and Resort là gì thì có lẽ tôi sẽ chia sẻ về tee box ở sân golf Thanh Lanh, được thiết kế một cách rất vuông vắn, không có lừa chân giống như các sân golf khác. Tiếp theo đó là cỏ. Cỏ đây thì đa phần là cỏ cứng, với cái đất nền thì cũng cứng, thành ra chúng ta sẽ không bị trượt trụ khi chúng ta có những cú backswing hoặc là cũng ra lực. Bóng của Hoàng Dũng chưa on green và tiếp tục cần phải một cú chip. Một cú chip rất tốt. Bóng đã được đưa về gần cờ. Liệu có một điểm pa cho góc phơ Hoàng Dũng tại hố này không? Một điểm pa, xin chúc mừng. Hãy cùng xem lại toàn bộ green của hố số 5 này. Mặc dù đang trong giai đoạn thử nghiệm nhưng các caddy tại sân golf Thanh Lanh cũng tỏ ra rất chuyên nghiệp và đã có sự đào tạo bài bản. Chào mừng bạn đến với hố số 6. Đây là một hố gôn par 5 với khoảng cách là 555 giác. Đứng trước bóng hiện tại đang là golfer Hoàng Dũng và ngày hôm nay anh có một cái mũ The Chambo rất là đẹp. Bóng của Hoàng Dũng có hơi hướng phết phải. Long Siêu. Các bạn để ý kỹ, Dũng có nói về tee box thiết kế rất đẹp. Fairway thì tương đối bằng phẳng. Tuy nhiên ở những hố gôn này thì chúng ta đã xuất hiện đường OB bên phải. Đó, chúng ta để ý kỹ là có đường OB bên phải. Second shot của golfer Hoàng Dũng. Gậy thứ 3 của golfer Hoàng Dũng. Khoảng cách tới cờ hiện tại đang là 160 giác. Rất tốt. Có vẻ như bóng đã on green. Đây là những bằng cơ tại hố số 6 của chúng ta. Hơi thiếu lực. Rất tiếc cho golfer Hoàng Dũng.
và một điểm par tiếp theo dành cho góc phường Hoàng Dũng. Hố gôn số 7 là một hố gôn par 4 với khoảng cách là 372 yard tại tee xanh. Đường đi bóng của góc phường Hoàng Dũng thì có xu hướng không cao, tuy nhiên thì bóng đi tương đối thẳng. Đường carpath và fairway của sân golf thì được thiết kế rất là đẹp mắt, bằng phẳng. Vệ sinh cần soát của góc phường Hoàng Dũng với khoảng cách là 150 yard. Đẹp quá anh ơi. Những góc view cho chúng ta thấy những khoảng không tương đối rộng lớn, bằng phẳng. Theo đánh giá của golfer Hoàng Dũng thì sân golf Thanh Lanh không phải là một sân golf quá khó đối với các golfer. Rất tốt, tuy nhiên bóng chưa vào và một điểm par tiếp theo dành cho golfer Hoàng Dũng. Chào mừng bạn đến với hố gôn số 8, hố gôn par 3 với khoảng cách là 170 yard. Đứng trước bóng là góc phô Hoàng Dũng và đang sử dụng cây gậy sáo sắt. Rất tiếc, giải thích cho những điều mà chúng ta hay nói về nguội sinh. Đây là một trong những kết quả của việc nguội sinh của cả ba góc phơ, trong đó có Hưởng và Duy Thanh. Sau thời gian chúng ta chờ fly khác. Khoảng cách về cờ lúc này đang là khoảng 72 yard và góc phơ Hoàng Dũng đang sử dụng cây gậy kỹ thuật 58. Rất tốt. Hoàng Dũng đã đưa bóng về ôm cờ. Tuy nhiên, rất tiếc cho một cú putt không chính xác này. Một điểm bogey. Hố gôn số 9 par 4 với khoảng cách là 469 yard. Nếu ai đó hỏi Hoàng Dũng điều gì bạn sợ nhất ở Thanh Lanh thì đó chính là những hố gôn với một chiều dài, những đường OB bên phải. Tuy nhiên, nếu mà ai đó có sử dụng kỹ thuật driver đi thẳng thì đó không còn là sự sợ hãi. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta sở hữu những cú driver với việc phết phải thì rất có thể sẽ khiến cho điểm kết quả của chúng ta không tốt đẹp. Second shot của golfer Hoàng Dũng với gậy rescue. Khoảng cách lúc này đang là khoảng 200 yard về cờ. Hôn số 9 này, chúng ta có một góc view về lâu đài Clubhouse Thanh Lanh. Bóng vẫn chưa thể on và Hoàng Dũng sẽ sử dụng thêm một cựa chip nữa. Rất tốt, một cú chip tương đối tốt. Hay quá. Và đương nhiên là một kết quả điểm par. Hay quá, một pass. Thời gian trôi qua rất nhanh phải không các bạn? Chúng ta cùng nhau bước sang hố số 10. Trong 9 hố đầu, điểm số của golfer Hoàng Dũng đang là dương 2 gậy. Một điểm số thật tuyệt vời đối với golfer Hoàng Dũng trong cái ngày đầu đi bóc trinh sân golf Thanh Lanh Golf and Resort này. Gậy second shot golfer Hoàng Dũng rất tốt. Ngày hôm nay thì anh sử dụng cây gậy rescue tương đối ổn định. Gậy thứ 3 của golfer Hoàng Dũng và khoảng cách về cờ đang còn khoảng 175 yard nữa. Rất tốt. Một điểm mà Hoàng Dũng rất thú vị khi mà trải nghiệm tại Thanh Lanh đó là sự thiết kế kết hợp với những viên sỏi to ở khắp mọi nơi. Một cú putt giữ khoảng cách rất tốt về cờ. Có điểm par hay không? No. Chào mừng bạn đến với hố 2, đường B, đường về. Và hố 1 vừa rồi golfer Hoàng Dũng đã về điểm bogey. Hố 2 đường B là một hố gôn par 4 với khoảng cách là 435 yard. Ở gậy second shot, Hoàng Dũng tiếp tục dùng một cái gậy rescue.
bóng của Hoàng Dũng có vẻ như xuống băng cơ, chính xác là như vậy. Các bẫy cát tại Thanh Lanh Golf & Resort cũng là một concept khá thú vị, thiết kế rất lạ và độc đáo. Rất tốt, bóng đã lên và điểm bogey. Chào mừng bạn quay trở lại với hole số 12 par 4, một khu hole có khoảng cách là 407 yard. Và bẫy cát là một bên trái là một cái bẫy cát gần nhất với góc phương Hoàng Dũng là có khoảng cách là 250 yard. Ngồi xem lại hole số 12 này thì Hoàng Dũng nhớ lại cái sân golf KN Golf Linh Cam Ranh mà Hoàng Dũng đã từng trải nghiệm, thì nó đâu đó có những nét tương đồng. Không biết sân golf Thanh Lanh Golf & Resort này có phải do huyền thoại golf Greg Stockman thiết kế không? Gậy số 2, một lần nữa bóng của Hoàng Dũng lại đi phết sang phải. Một cú chip rất tốt và điểm bogey. Hole golf số 13 là một hole golf par 4 với khoảng cách là 395 yard và có vẻ như vừa thách thức vừa khơi gợi đối với các golfer. Hoàng Dũng đã quyết định là cắt hồ với khoảng cách phía bờ bên kia là 225 yard. Tuy nhiên ngày hôm nay trời mưa và gió ngược khiến cho bóng Hoàng Dũng đã không thể on trên fairway. Long Siêu có một driver rất tuyệt vời và tiếp theo là Văn Hưởng. Những cú driver rất mạnh mẽ của các golfer. Trời đã bắt đầu mưa và đây là bóng của golfer Hoàng Dũng. Các bạn chú ý ở vị trí này bóng đang uphill, Hoàng Dũng đang nghiêng hết người. Tuy nhiên đối với bóng khi ở vị trí uphill nó sẽ có xu thế kéo bên trái, thành ra là các bạn phải chịu khó ngắm phải nhiều hơn nữa. Bóng Hoàng Dũng bị kéo trái và đã chưa thể on green. Một cú chip rất tốt và đã về điểm bogey. Hole số 14 par 3 là một hố hole có khoảng cách là 105 yard. Đây được coi là một hố hole đẹp nhất tại Thanh Lanh Golf & Resort bởi hình dạng trái tim của green. Hoàng Dũng sử dụng cây gậy 52 với khoảng cách là 105 yard, tuy nhiên bóng chưa đủ lực để on bởi trời mưa và lực hút của mặt nước. Chính vì lẽ đó anh phải thả bóng drop zone và có một cú chip. Hai on và tiếp theo chúng ta cùng chờ đợi một điểm par có hay không. Hole số 15 par 4 là một hole có khoảng cách 423 yard và thời tiết với những cơn mưa nặng hạt hơn rất là nhiều. Tuy nhiên tinh thần mưa cũng không làm cản trở sự đam mê và nhiệt huyết của các golfer. Một cú driver bóng đi hơi sang phía phải. Hay lắm. Hố gôn số 15 là một hố gôn có cái địa hình cũng tương đối phức tạp. Đây là một hố gôn Dũng nghĩ là cũng tương đối phức tạp với nhiều bẫy cắt chéo nhau. Hay quá. Rất tốt, bóng của golfer Hoàng Dũng đã on green và hố này Hoàng Dũng về điểm par. Tiếp tục là một hố par 3 với tiêu chuẩn quốc tế. Đây là một hố par 3 có khoảng cách là 205 yard và Hoàng Dũng đang sử dụng cây gậy Rescue. Bóng chưa thể on và đang làm một băng cơ. Có tất cả 3 golfer cùng đưa bóng về băng cơ tại tiền này. Đầu tiên là Long Siêu. Vâng, và Hoàng Dũng đã đưa bóng về ôm gần cờ. Hay quá anh ơi. Tiếp tục là một cú putt, liệu có điểm par ở hố này hay không? Không có rồi, một điểm bogey. Chúng ta cùng xem lại toàn bộ green của hố. Sắp. Hố
Đừng quên subscribe kênh của Góp Vui và đến với hố gôn số 17, một hố gôn par 4 với khoảng cách 318 giác. Và vừa rồi là golfer Hoàng Dũng với một cú driver bóng đi rất thẳng. Tuy nhiên, bóng đã đến với mép nước, khiến cho Hoàng Dũng phải có một cú chip ngược trở lại, và gậy này là gậy thứ 3. Và một điểm bogey tiếp theo. Hố gôn cuối cùng là một hố gôn par 5 với khoảng cách là 524 giác. Đây là một hố gôn hướng về clubhouse của Thanh Lanh với một góc view rất đẹp. Vậy Red Q, vậy số 2 của golfer Hoàng Dũng. Vậy số 3 với khoảng cách là 85 giác. Gậy số 4 có vẻ như hơi thừa lực. Và một điểm par để kết thúc trận đấu ngày hôm nay.